Vâng, nay em xin giới thiệu cho anh em hai cái chân máy Anh của Nhật, hàng Nhật bãi. Hôm nay làm bằng hợp kim nhôm nhé. Hợp kim nhôm. Đây, đặt chân máy Anh lên đây. Con này cũng rất là trắng, đẹp. Em đo xem là từ đây. Con này là cao là 37 cm nhé. 37 cm. Tạp lẫy nhựa rất là chắc chắn. Con này có thêm cả cắt tơ lô đây. Hiệu Chasis DVC302T. Đây, DVT. Ngay con này thì em kéo lên xem nó cao được bao nhiêu. Con này thì kéo rất dài. Đây, em đo xem nó được bao nhiêu. Cao là được 1m1 anh em nhé. Cao được mấy mét, 1m1. 3 tầng khóa nhựa. Nó có chân đế nhựa ở đây nên là chống trượt, chống rung. Lẫy rất chắc chắn. Lẫy rất chắc chắn. Đấy, thu vỏ nhọn lại. Và chân đế đây. Có thể hãm đây. Và có thể xoay. Có thể xoay như này. Được. Để xoay này. Đấy. Xoay thẳng. Và chỉnh ở đây. Đấy. Rất nhẹ nhàng. Đấy. Rất nhẹ nhàng. Con này là hợp kim nhôm. Rất là tiện. Nào, em giới thiệu sang cái thứ hai. Con này thì hiệu chẳng biết là Nasica. Nasica. Ồ. Con này vẫn còn giấy của siêu thị 6.800 yên. Nasica. Nasica. Con này là màu ghi bạc vàng, hơi vàng. Con này vẫn còn đem siêu thị anh em nhé. Đây. Chỉnh. Con này thì hai con thì có vẻ là giống như nhau. Con này có vẻ giống như nhau. Hiệu con này còn rất mới. Để em đo xem là cho anh em xem nó dài được khoảng bao nhiêu. Chắc cũng tương tự như nhau thôi. Cũng 1m1 anh em nhé. Cao 1m1. Cao 1m1. Nếu mà con này mà so với cả mấy anh Trung Quốc thì đúng là nó ăn đứt về độ bền và chắc chắn. Đấy. Bền. Anh em đặt cái chân đế điện thoại ở đây cái là có thể xoay các kiểu. Để em đo xem là cái để đo xem là tay cầm thì nó khoảng bao nhiêu. Cũng được 36 cm. Tay cầm.
Vâng, à, đây nó cũng là hai cái đều là dạng hợp kim nhôm đấy, nên là rất bền và chắc chắn đấy. Đấy, trong cái thanh này rất kiểu cách, nhưng mà nó đây nó là bằng sắt, chỗ này là bằng sắt để công thì này. Con này là bằng nhôm, chân nhôm. Đấy, bằng chân nhôm. Hai con này đều rất đẹp. Mới. Còn nguyên tem thiếu siêu thị. Anh em nào quan tâm đến chân máy ảnh thì alo cho em nhé. Rất nhỏ gọn để anh em sử dụng, quay clip, bán hàng online, làm video và đi du lịch cũng rất là hợp lý. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.